Rồi mở quà để coi ý nghĩa đi cưng. Chức hai người sao rù rì lên này. Chức à, chủ động lên. Chức á, đó mở quà của Chức đi rồi. Là cái gì vậy cưng? Khoe cho mọi người. Cây son. Cây son màu gì nè, mở ra nè. Đi mua có lựa màu không? Em thích cái màu đó. Em thích màu này đúng không? Dạ, thấy môi bạn này với màu này xem không? Hình cũng gần. Gần gần đúng không? Dạ. Đó, màu ớt đó. Bây giờ em tô miếng son cho môi cho bạn gái cái coi. Chính xác. Đó, cho anh Linh hay quá. Anh Quyền Linh anh hay gì đâu nhiều cái. Tô lên một chút xíu son coi nào cho nó đậm đà. Nên anh tô cho em nha. Quẹt tùm lum đi. Nó rung quá đâu, quẹt tùm lum nha. Quẹt sao cái môi nó dày ra. Trời ơi, để người ta làm kệ nó Vân. Để người ta làm cho nó hay Vân. Kệ tôi. Ở bên đàn gái tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Mình giới thiệu về bản thân coi nè. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Nguyễn Hoàng Cẩm Thúy, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì thế? Công việc của em là giáo viên mầm non. Ở quận mấy cưng? Dạ, ở quận Gò Vấp ạ. Năm nay là Thúy 42 tuổi. Năm nay Thúy 42 tuổi rồi. Rồi, xin mời nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào mọi người ở trường quay. Em là Phạm Ngọc Trước, năm nay 46, quê ở Đắk Lắk. Hiện là đang sinh sống và làm việc ở như Bình Dương. Làm nghề gì? Em chạy chạy xe. Chạy xe ô tô đúng không? Xe tải hay là xe? Xe đưa rước công nhân. Tức là xe 16 chỗ ngồi đó ha. Dạ, dạ. Nhà gái cho biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thích thực nấu ăn, thích đi du lịch. Điểm yếu là hay quên, với lại hơi nhút nhát trước đám đông chút xíu. Mà khi nào mà quen rồi thì sẽ rất là vui, rất là nhiệt tình. Em có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu là em hơi nhút nhát chứ. Hơi nhút nhát thôi đúng dạ, không? Tao hơi nhút nhát thôi. Thì thôi đó hả? Rồi, nhà trai, điểm mạnh là gì? Em nói chung là không hút thuốc, không rượu. Rồi. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Có điểm yếu gì không Trúc? Em cũng có điểm yếu. Là gì? Cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, chứ nhút nhát nói chuyện nhỏ quá đúng không? Dạ dạ. Rồi bây giờ em nói cho đàn gái biết mình có con đường tình duyên nó trắc trở thế nào? Nói chung là cũng có hai mối tình. Lâu lắm, mối tình đầu tiên thì nói chung là... Mấy năm? Chắc phải 2-3 năm á. 2-3 năm, rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng chẳng nhớ nữa. Không nhớ nữa? Dạ. Quen lâu không? Chắc khoảng 5.5 năm gì đó. Lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Bạn về quê, bạn sống rồi là em cũng không về. Về quê sống rồi thôi, mình không về thì mình ở luôn. Dạ. Rồi giờ hiện nay mình ở Bình Dương, ở với ai? Em ở một mình à. Một mình chứ hả? Dạ. Đó, đường tình duyên bên đây vậy đó. Bây giờ em độc thân bao lâu rồi? Em độc thân chắc phải được 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Dạ. Ủa vậy là em yêu cũng trễ quá hả em hả, đúng không? Nhát, hơi nhút nhát. Nhát á, Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Còn mà hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Là ở với em hả? Dạ, bé được ở hai bên. Bé tại vì bé hiện tại đi học ở quận 3. Em thì em ở Gò Vấp thì bé... Cái hộ khẩu bé nhập bên đó thì bé được học bên nội. Thì cuối tuần là khoảng thứ bảy chủ nhật là em đón bé về bên đây. Có nghĩa là bé đi qua đi lại hai bên được luôn. Bé ở hai bên. Từ đó giờ luôn? Dạ, từ đó giờ chứ không phải bé ở một bên nào hết á. Rồi bây giờ bé có sẵn sàng để cho mẹ có ba mới không? Dạ có ạ. Ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn đó hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu 1-2 mối tình. Nhưng mà cũng không có thành. Tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Dạ. Cho nên là thôi. Dạ. Em nghe cái người bạn bên đây tâm sự thì em thấy sao? Em cảm nhận về bạn bên đây như thế nào? Thấy bạn cũng hơi nhút nhát. Đúng rồi, bạn nói bạn nhát mà yếu, điểm yếu của bạn là nhát mà. Nhát. Em thì muốn có một cái người mà bản lĩnh chút xíu, rồi có khiếu hài hước. Đó là cái mẫu người đàn ông của em đúng không? Dạ. Chân thành, bản lĩnh, hài hước. Còn ngoại hình thì em có mong muốn gì không? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m50 ạ. 50 hả? 50, yên tâm đi, chắc cao hơn ạ. Hơn. Cao hơn. Chào em. Dạ, chào chị. Sao trầm tư dữ vậy? Tính em nó vậy mà. Bây giờ nghe cô gái kia nói có gia đình rồi thì em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng bình thường rồi. Có châu có nghe luôn đấy. Bây giờ Chức thích người phụ nữ thế nào nói cho nói mỗi nghe, coi nghe là, đi. Coi như em thử cầu được ước thấy rồi. Em tưởng tượng như nào là chị trả lời hỏi đáp liền cho em luôn nè.
Bạn gái bên đây sao nè? Bạn gái thì nói chung là nhìn vào mà cảm thấy thích là được. Em tưởng tượng thử bạn bên đây coi, da trắng hay là đen, tóc dài hay ngắn, khuôn mặt sao? Chắc là khuôn mặt cũng hơi tròn tròn. À, có tròn. Có tròn luôn. Da sao, nước da sao nè? Nước da thì cũng bình thường, nhưng không trắng, cũng không có đen. À, hơi bị trắng nha, nước da hơi bị trắng. Trắng bằng gì chị Hồng Vân không? À, có thể là xem đó cưng. À, thế là ok rồi. Nghe trắng cười tôi sợ luôn. Ở trước đó là rất là nhút nhát, ít có nói. Thành ra bây giờ thật sự nó đi tìm người yêu cũng hơi khó đó. Nói chung cái... Trước phải năng động hơn nữa, nói nhiều hơn nữa ha. Dạ. Thực ra thì em ngày xưa cũng hay đi hát lắm ấy chứ. Ủa nhưng mà hả? Bây giờ kiểu ít đi hát, công việc này nọ, ít đi hát thì đâm ra nó... Hồi xưa đi hát rồi đó hả? Dạ, cũng đi hát. Hát nghe một đoạn coi, bài nào sung sung coi không khí nó sao cái đó. Ờ, đúng rồi. Để em hát bài... Mạnh mẽ lên nào. Có lẽ nào à. Rồi. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối, để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai mà ngẩn ngơ ngả rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau. Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau chia tay nhau. Sao không lời hò hẹn em chăn trở ở giấc ngủ muộn màng. Anh một đời vã víu mảnh trăng tan, trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Rồi, được rồi, băng giá lắm rồi, được rồi đó. Hát đau khổ quá. Dạ, dạ, dạ. Cố gắng là hát sao cho thoải mái hơn nữa. Chào anh này hát... duyên dáng xinh xắn không? Đó chứ anh đây thật thà, chất phác. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương, tình cảm, ít nói, nhút nhát. Nó đại khái nãy giờ anh cảm nhận như thế. Rồi chúc hai người nói chuyện nhau coi nó hợp nhau điều gì không nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. À. Dạ, em xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả ở trường quay. Ừ. Em là bạn đồng nghiệp của chị Thúy. Theo em thì thấy thì anh thì rất là chân thành và chín chắn nữa. Nên em cảm thấy rất là hợp. Cho nên là hai anh chị cho nhau cơ hội. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với cháu. Dạ. À, cháu hả? Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân. Chào bên nhà gái và chào toàn thể mọi người trong hội trường. Con là cháu của chú. Chú là chú út trong gia đình. Cháu ruột luôn hả con? Cháu ruột. Chú thì cũng lớn tuổi rồi mà tính chú thì những khi cũng nhút nhát. Tới đây cũng mong chú có một mối tình để có người bầu bạn về già và sau này nữa. Nên thấy bên cháu thấy cô bên đây sao? Cô rất là phù hợp với chú. Thì mong chú với cô có thể tới được với nhau tìm hiểu thêm. Rồi tốt nhất được thì về một nhà ở. Hay quá. Vậy là vui nhất. Rồi, cảm ơn con. Tốt rồi. Mở rào. Cố gắng mạnh mẽ lên nha chức nha. Dạ, dạ. Chuẩn bị bài nào vui vui, chuẩn bị bài hát tặng bên nhà gái cái coi. Bắt đầu đi chức. Muốn quăng. Rồi mở quà để coi ý nghĩa đi cưng chứ. Hai người sao rùng rì. Chủ động lên nè chứ à, chủ động lên. Chứ đó mở quà của trước đi rồi. Là cái gì vậy cưng? Khoe cho mọi người. Cây son. Cây son màu gì nè, mở ra nè. Đi mua có lựa màu không? Em thích cái màu đó. Em thích màu này đúng không? Dạ, thấy môi bằng này với màu này xem không? Hình cũng gần. Gần gần đúng không? Dạ. Đó, màu ớt đó. Bây giờ em tô miếng son cho môi cho bạn gái cái coi. Chính xác. Đó cho anh Linh hay quá. Anh Quyền Linh anh hay gì đâu nhiều cái. Tô lên một chút xíu son coi nào cho nó đậm đà. Nên anh tô nha em nha. Quẹt tùm lum đi. Nó rung quá đâu, quẹt tùm lum nha. Quẹt sao cái môi nó dày ra. Trời ơi, để người ta làm kệ nó Vân. Để người ta làm cho nó đi Vân. Kệ tôi. Ở bên đàn gái tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Bây giờ nè, mình ít nói.
Bây giờ đầu tiên mình giao lưu âm nhạc cho nó tinh thần, nó thoải mái thế nào. Tới nắm tay bạn gái luôn, hát bài gì đó hát. Nhìn bạn gái hát cũng được nè, nhạc rừng á. Tự nhiên mới gặp nhau vừa hát. Bây giờ em tạo nhớ cái bài này. Bài đó dễ nhất đó. Rồi vâng mới suối gì đâu không. Quên hết rồi. Nắm tay là đánh thức mọi thứ luôn á. Nắm hai tay cô gái coi nào chứ. Cho nó mình mạnh mẽ lên, đúng rồi. Bài vui đó nghe chứ. Bắt đầu nhìn cô gái hát đi chứ. Bây giờ nói chung là em không còn nhớ cái bài gì đúng bài không? Bây giờ choáng rồi. Bây giờ em choáng rồi đúng không? Đó. Hút bài nào hát bài đó. Em xin hát bài Một đời người một rừng cây. Thôi đúng rồi đó, hai đứa hát bài đó đi. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về loài người. Trẻ chúng như em, cung hoa hồng. Trẻ chúng như cung hoa hồng. Hồn nhiên như cánh mai nở ngày xuân. Hai đứa xong ca bài này được nha. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau bắt đầu nói chuyện đi nào. Em thấy sao em? À, thưa anh cũng được. Em muốn hỏi cái công việc của anh á. Anh đi làm như vậy là một tuần lễ anh đi hết? Chủ nhật là được nghỉ. Làm ngày giờ hành chính hay là? Anh làm giờ hành chính. Em cũng đã đổ vỡ một cái cuộc hôn nhân rồi. Nên mình cũng em cũng muốn tìm hiểu một cái người thật sự biết quan tâm, biết lo lắng cho cuộc sống của em. Và cả hai được cũng như là phải biết chia sẻ với nhau trong mọi đời sống hàng ngày và thông cảm cho cuộc sống của em. Thì mình sẽ tiến tới. Nếu như nửa tháng anh đến thăm em một lần nữa. Dạ, được, không sao đâu. Tại sao nửa tháng? Khoảng cách nó cũng hơi xa. Bình Dương với lại Gò Vấp không có xa. Một tuần được không? Với lại nhiều khi công việc nữa. Không, nói chung là anh cảm thấy lúc nào là thoải mái nhất anh sẽ đến được với em. Tại vì bản thân em thì cũng mong là một người đàn ông thật sự chân thành, chứ không phải ép buộc gò bó thời gian. Đúng không vậy. Có ý nghĩa gì hết. Quan trọng cái người đó đến với mình bằng sự chân thành, thấu hiểu. Chứ còn mà gặp gỡ nhau hoài mà cũng không hiểu cũng vậy. Trước mong muốn điều gì nói đi. Bây giờ thì nói chung là đến đây thì cũng là cái duyên. Mình cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà trong thời gian tìm hiểu mà nếu mà hai bên cảm thấy nó tiến tới xa hơn được thì mình tiến tới. Rồi, hết thời gian. Đây là thủ tục của chương trình, nhưng nó cũng chính là trái tim của các bạn. Các bạn bấm nút theo nhịp đập của trái tim mình. Còn nếu tim mình không rung động, không cần bấm. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại, bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm, chúc mừng. Hay quá. Nắm tay nhau đi, chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau nào. Hiện nay chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội. Tự chúng ta tạo nên điều kiện, chúng ta tìm hiểu nhau để yêu nhau. Rồi giờ sẵn xin phép em luôn để cho anh đặt nụ hôn lên má của em, đóng dấu cái buổi mà hai đứa gặp mặt. Anh xin phép nha. Bây giờ tình yêu nó không phải là ta ngồi ta chờ mình đâu. Mình đàn ông mình phải chủ động, bằng mọi giá, bằng đúng mọi rồi. Cách chinh phục thời gian để thể chinh phục tình yêu. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn chị Hồng Vân, anh Điền Linh ạ. Cảm ơn chương trình. Đó, rồi giờ chị cái chỉ đường nè, em đi xuống đây nha, cứng cầu thang. Em đi cái đường này rồi đó, em quẹo tay mặt rồi vô ăn sô cô la nha. Cố lên nha. Lắc lẻo dữ sợ.